Ở đây là tay cuối cùng nha anh em, tay thứ sáu. Tay này cũng khá đẹp đó nha, giống như cái kiểu mà quân đội nè. Cái tay hình như tay này mới luôn nè, chưa có dấu hiệu tháo ra rồi. Rồi mình tháo ra để kiểm tra bên trong coi nó bị gì nha. Mình cũng dùng cái nhíp mình chọt vô cái lỗ này. Tay này tay mới anh em ơi, cậy lên nó còn cứng lắm á, chắc là tay mới rồi. Rồi mình tháo hai cái nút này ra nữa. Cứng à, tay mới cứng lắm. Tay này in khá đẹp nha anh em, nó in không những mặt trước á và mặt trong nữa nè, phía trong nó cũng in luôn anh em thấy không? Mình tháo cái chốt này ra. Đấy, này mới à, tay này cứng quá. Nhìn là biết tay mới rồi nè, tháo ra nó cứng ngắc. Mình bóc zin luôn, mình rất là thích bóc zin những tay mới như vậy chưa qua thợ sửa. Rồi tiếp tục là tháo cục pin ra. Và tháo con ốc này để lấy cái khay ra. Nè anh em nhìn lên cái men là biết là mới hay là cũ à. Nhìn cái phần nhựa này nè, cái lớp phủ này rất là còn bóng nha, nó không có bị loang lổ. Và những cái chân hàng nè thì nó còn rất là zin, là mới, nó không có bị những vết vết chảy trên cái nhựa này nè. Rồi mình tiếp tục là tháo cái mấy cái chân này ra. Có những tình trạng cái tay mới này mình nghĩ là nó cũng bị chảy cái chất bôi trơn á, nó làm hư cái cảm biến thôi. Nếu gặp cái tình trạng đó thì chỉ còn việc thay thôi chứ không còn cách nào khác nữa anh em. Tiếp tục tháo những cái cọng dây này ra, tới 8 cọng nha. Và anh em nhớ vị trí của nó là màu vàng ở trên, màu xanh ở dưới, màu đen rồi tới màu đỏ, vàng xanh đen đỏ. Rồi mình tiến hành tháo từng cọng dây ra, tháo màu vàng ra trước. Màu xanh, màu đen,
và màu đỏ. Bên đây cũng vậy luôn nha anh em. Vàng. Xanh. Đen và đỏ. Rồi. Rồi mình tháo ra được rồi. Mình dùng cây nhíp mình lấy cái này để mình lấy cái men nè. Lấy hai bên nè. Ở bên cạnh nó có hai cái giống như hai cái nhíp gờ đó, nó cố định cái men lại. Ok. Tháo hai cục cao su ra và kiểm tra cái analog này. Và mình cũng dùng cây nhíp mình cạy cái cảm biến này ra. Cảm biến nó có hai cái miếng màu xanh nè. Mình cạy cái này ra để mình kiểm tra phía dưới của nó. Đây, một cái. Nè anh em thấy không? Mình nói không có sai đâu. Mình nói là đúng, đâu là đúng đó luôn á. Nè anh em thấy không? Đó, nó bị chảy cái dầu trong đây nè, chảy ra ngoài đây. Và bên đây cũng vậy nè. À, cái lỗi này của thằng Sony á, nó làm cái tay cầm ra vậy sao tao chơi ta. Cái tay cầm này tay mới luôn. Bên đây thì không có. Nhưng nếu mà mình thay hai bên cho khách luôn nha. Để cho nó đều. Lỡ thay rồi, thay mới hai bên luôn. Bên đây với bên đây hai cái này để tháo hai cái biến trở này ra. Mình trong những cái video trước á, mình đã có hướng dẫn cho anh em rồi nha. Bây giờ mình làm lại luôn. Ở đây mình dùng một cái chì để mình lít cho nó, chì dẫn á, nó kêu bằng chì dẫn. Và anh em thả chì vô trong mấy cái chân này. Và sau khi thả chì vô xong á thì mình dùng một cái dây hút chì mà đã thấm chì rồi. Mình bắt ngang lên ba cái chân của biến trở rồi và rút nó ra nha. Giống như cái này nè. Mình chỉnh nhiệt độ lên 450 nha anh em. Và để cái miếng này vô ngay cái chỗ ba cái chân của cái biến trở này.
chảy mình rút ra. Ở bên đây cũng y chang như vậy, mình chấm cho nó chảy cái ba cái chân rồi mình rút ra đó, rất là nhanh luôn. Kế đến là mình thả một ít chì để mình hút cái chì dư ra, thả vô đây. Rồi mình cắt một đoạn dây hút chì nha anh em. Mình hút nhanh lên. Đó. Ba cái chân nó lộ ra. Thấy không? Ba vào tới bên đây. Ok. Rồi mình hút xong ba cái chân này. Ba cái chân bên đây. Ba chân bên này, sáu chân. Mình đã hút xong sáu cái chân rồi nha anh em. Rồi bây giờ mình lấy một cái biến trở khác mình gắn vô trong này để mình thay cho cái biến trở cũ nó đã bị hư rồi. Và đây là cái biến trở mới nha anh em. Cái biến trở mới này thì có một số chân nó không có thẳng hàng á, mình dùng cái nhíp á mình chỉnh lại cho nó thẳng. Ok. Và thay vô đây, trước khi thay á mình vệ sinh cái mỡ ở đây, cái mỡ dư nè. Mình chà cho sạch đi. Rồi ha. Và sau khi chà sạch rồi mình lấy cái miếng chảo mới mình cắm vô cái chân hồi nãy mình hút mới hút chì á. Ở bên đây cũng vậy. Đẹp nha. Biến chở này như zin nha anh em. Anh em có thể thấy là không khác gì zin luôn á. Rồi mình hàn lại cái chân. Mình chỉnh nhiệt độ về 350 và vệ sinh sạch cái mũi hàn. Mình dùng chì mình và cái mỏ hàn mình đưa sát gần với nhau cho nó chảy chì vô cái chân và thả ra. Anh em phải làm nhanh nha, đừng làm chậm quá. Này nó chỉ cần chảy chì là mình có thể rút ra được rồi. Đó. Đó. Và bên đây cũng vậy. Hàn xong á thì mình vệ sinh sạch cái chỗ nhựa thông này nha. Nó nhìn rất là xấu ở trên men luôn, nếu mà mình để về mà mình đóng lại cho khách á thì nó không không có ok lắm. Mà mình vệ sinh lại.
Anh em đợi chút xíu nha, để cho nó ngấm vô rồi mình chà cho nó sạch cái nhựa thông cũ ra. Ok, thôi chà luôn. Rồi. Anh em có thể nhìn thấy cái chân mình hàng nè, nó là một cái hình nón nha, và cái lượng chì vừa đủ, không có dư quá mà không có ít quá. Và sau khi thay cái biến chở xong á thì mình ráp lại cho khách nha. Cắm hai cái này vào, hai cái núm cao su, và mình vệ sinh sơ ở bên đây. Có mấy cái trắng trắng này là do mình ma sát chơi game á, lúc chơi game nhiều quá nó dính đây, mình vệ sinh cho khách luôn. Ok. Rồi. Ráp lại. Mình lấy mấy cái cọng dây này mình gạt qua hai bên. Đây, gạt qua hai bên. Và mình thả cái men xuống, dỡ cọng dây này lên luôn. Và khi cái men nó đã nằm vô cái vị trí này và hai cái mấu này nó đã bị gài lại rồi thì mình gắn mấy cái dây này vô. Cái tay này là thế hệ mới nha anh em, rất là cái bẹ dây này nó rất là mỏng luôn. Nó sẽ có thêm hai cái cọng dây màu vàng với màu xanh nữa. Còn mấy cái tay thế hệ cũ á là nó nguyên một cái bẹ dây rất là bự. Nó sẽ chiếm rất là nhiều diện tích chỗ này nè, hai bên đây nè. Và cái dây bẹ này nhỏ rất là dễ cắm luôn á. Cắm rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi mình cắm cái micro vô. Và cái đến là mình hàn lại mấy cọng dây lại như cũ nha, tới 8 cọng dây lận. Anh em nhớ cái chiều là màu vàng ở trên, màu xanh ở dưới, và màu rồi tới màu đen với màu đỏ. Vàng, xanh, đen, đỏ nha. Và mình tiến hành đi hàn cái cọng đỏ vô trước. Tới cọng đen. Rồi ở bên đây cũng như vậy. Mình hàn cọng đỏ trước.
và tới cọng dây màu đen. Có vẻ là nhiệt độ không đủ anh em, để mình tăng nhiệt độ lên chút. Cộng với màu vàng thì nằm ở trên. Nó nằm trong góc này mà mình lộn. Ok, và cộng dây màu xanh nằm ở đây. Khi mà hàng xong á thì mình ráp lại như cũ nha anh em. Có cái khay nè, để cái khay lên và bắt con ốc lại. Anh em xếp vừa tay thôi nha, đừng có xếp cứng quá. Cái nhựa thì mình nên xếp vừa tay thôi. Ở chỗ này mình gắn cái micro luôn. Đây mình lắp lại cục pin. Mình ráp lại cái nắp lưng. Bắt lại mấy con ốc, một con có bốn con ốc nha anh em, và cái tay cầm này thì mình thấy nó cũng rất là ít ốc luôn á, nó toàn là sài ngàm thôi, tháo ra rất là khỏe luôn. Nhiều ốc nhất á là chỉ có tay tay Pro á của Nintendo Switch, rồi tay Xbox. Xbox thì mình thấy cũng không nhiều ốc lắm. Có tay rồ thì hơi nhiều ốc. Và mình lắp lại cái mặt nạ phía trước. Ở đây nó có cái ngàm là anh em nhấn vô. Đó. Và hai cái nút trái phải. Nút phải bên đây. Nút trái. Mình test lại các nút nha anh em. Các nút ok hết rồi á. Giờ mình test tiếp là cái analog nha. Anh em đẩy lên nè. Ok ha, thả ra ok nè. Đẩy qua phải nè, thả ra ok, đẩy xuống ok, vẹo qua trái. Ok, xéo, cạnh xéo. Ok.
và test tới tỷ lệ lỗi nha. Tám phẩy hai với chín phẩy hai. Ok anh em, đã kiểm soát được cái lỗi Aurin rồi nè, nó vẫn nằm trong cái vùng cho phép rồi. Cảm ơn anh em đã xem hết tất cả các video của mình, và đây là cái tay game cuối cùng mình sửa trong cái series là 6 cái tay cầm. Cảm ơn anh em đã xem hết video nha. Chúc anh em thành công và làm được tất cả các tay game mà mình đang sở hữu. Chào anh em.